thế giới đã mong đợi. Một ánh sáng vào bình minh. Các nhà tiên tri đã im lặng. Sự bất công và sự áp bức ngự trị. Mọi người đã mong đợi một đấng cứu thế, cầu nguyện tha thiết cho sự cứu rỗi, để đến với thế gian tăm tối này. Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài. Ngôi lời trở nên xác thịt. Ngài ngự giữa vòng chúng ta. Chúa đã tuyên bố cho những người chăn cừu, những nhà vua đã đi tìm. Emmanuel, Chúa ở cùng với chúng con, là sự hy vọng cho mọi đất nước. Đấng mưu luận lạ lùng, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa, từ trên thiên đàng cao nhất và tại dưới đất bình an, cho những ai Ngài muốn ban phước. Chúa Giêsu được sanh ra.